Xin cảm ơn các anh trong ban nhạc Crystal rất là nhiều. Và vâng, kính thưa quý vị, Trọng Hải và Giáng Ngọc xin trân trọng kính chào tất cả quý vị các khách và xin hân hoan đón chào tất cả quý vị đến với chương trình cuộc thi Miss and Miss Việt Nam International 2018. Kính thưa quý vị, nói tới sắc đẹp thì có lẽ người phụ nữ chúng ta ai cũng quan trọng, bởi vì theo phong tục của người Việt Nam chúng ta thời xưa thì phụ nữ khi có gia đình rồi thì họ không còn quan trọng với sắc đẹp nữa mà họ chỉ biết lo cho gia đình. Nhưng mà bây giờ không giống như vậy, và mỗi người mỗi lứa tuổi đều mang cho mình những cái sắc đẹp và cách giữ gìn khác nhau. Người ta vẫn nói một câu là tuổi tác không quan trọng, quan trọng biết làm sao để giữ gìn nhan sắc của mình. Và điều đó đã chứng minh bằng cách là người phụ nữ Việt Nam ở tại Hoa Kỳ họ luôn cố gắng để tạo cho mình có một cái chỗ đứng, không phải chỉ có sắc đẹp mà thôi. Đó cũng là chính là lý do mà để chúng ta có chương trình ngày hôm nay, để chúng ta mang những cái sắc đẹp của người phụ nữ Việt Nam để mọi người đều phải đồng ý và công nhận rằng người Việt Nam chúng ta, phụ nữ ai cũng đẹp không quý vị? Dạ vâng, lồng vào cái sắc đẹp của người phụ nữ Việt Nam được tôn vinh qua chiếc áo dài. Và Trọng Hải thiết nghĩ rằng là dĩ nhiên cũng rất là quan trọng, không phải chỉ cái vẻ đẹp bên ngoài mà thôi, thưa chị Giáng Ngọc. Và dĩ nhiên người phụ nữ Việt Nam chúng ta còn có một vẻ đẹp ẩn ở bên trong, đó là vẻ đẹp từ trong tâm hồn, thưa quý vị. Dạ đúng như vậy, trái tim đó là cái quan trọng nhất để mang cái sắc đẹp tôn vinh của người phụ nữ Việt Nam. Đặc biệt đối với trái tim thì chính ngay những chương trình để mang sắc đẹp người phụ nữ Việt Nam đến cho tất cả quý vị cũng như là người Việt Nam chúng ta đối với toàn thế giới, thì người phụ nữ Việt Nam chúng ta không chỉ có sắc đẹp bề ngoài mà còn có một trái tim rất là nhân ái và làm những công việc từ thiện. Dạ vâng, điển hình là người đẹp đứng kế bên cạnh Trọng Hải đây. Chị là một người đẹp toàn diện về vẻ đẹp bên ngoài cũng như là bên trong tâm hồn của chị, tại vì hai chị em với nhau là coi như là rất là thân bên ngoài đời, cũng như là Trọng Hải được cái vinh dự được làm điều khiển chương trình chung với chị Giáng Ngọc cũng rất là nhiều chương trình, rất là nhiều show từ các tiểu bang khác cũng như là tại Houston. Và ngày hôm nay một lần nữa hai chị em được rất là hân hạnh được hội ngộ với nhau trên sân khấu của Baby Club từ Houston, Texas. Và xin chúc tất cả quý vị chúng ta có một buổi tối thưởng thức chương trình thật trọn vẹn, thật hạnh phúc và thật ấm cúng bên gia đình và người thân. Và kính thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, có rất nhiều những cái chương trình khá hấp dẫn trong đêm hôm nay. Thì quý vị sẽ nhìn thấy và lần lượt sẽ theo dõi từ đầu tới cuối. Đặc biệt hôm nay chúng ta có rất là nhiều những nhân vật quan trọng mà Giáng Ngọc và Trọng Hải sẽ giới thiệu cùng với tất cả quý vị sau này. Nhưng mà trước khi mà bắt đầu chương trình thì Giáng Ngọc xin phép để được thưa qua là hôm nay không phải chỉ có một mình Trọng Hải và Giáng Ngọc sẽ là người điều khiển chương trình, mà chúng ta còn có thêm một người bạn trẻ nữa. Anh cũng là một khuôn mặt làm cho cộng đồng Việt Nam chúng ta cảm thấy hãnh diện, bởi vì đây là một trong những người đầu tiên đã tham dự cuộc thi American Idol. Và bên cạnh đó anh cũng đã là một trong những người đã đến trong những cái chương trình chẳng hạn như Red Carpet, những cái chương trình mà nổi tiếng của người Hoa Kỳ, để mà có những interview với những người Hoa Kỳ. Và anh cũng tham dự rất nhiều những cái chương trình trên đài TV. Hôm nay anh cũng có mặt để cùng đứng chung với Trọng Hải và Giáng Ngọc để giới thiệu cũng như là đặc biệt xuyên suốt cả nguyên chương trình. Và phần đầu sẽ là phần mở đầu cho những cái tiết mục của anh, thì chắc chắn chúng ta sẽ nhìn lại một vài những hình ảnh của anh khi mà là một người Việt Nam đầu tiên tham dự American Idol. Xin quý vị dành một tràng pháo tay cho phần đầu tiên của Quarter Den. Xin quý vị hướng mắt về màn hình trên sân khấu. Yo, did you think you got your nails done? Never had
your nails done. Let water do your nails done. They're gonna blow your mind with an ass. Got $1 million smile for the ladies, huh? But $100 vocabulary. Yeah. This manicure's not extraordinary. When you're picking up chicks like candy bear. We don't sell egg rolls in a fried rice. But they get your achy nails feeling real nice. Anh yêu em.
Quá dữ, quá dữ. Dạ vâng, xin một lần nữa cảm ơn các anh trong ban nhạc The Crystal Band và Quarantine. Chính thưa quý vị, giống như Giáng Ngọc đã giới thiệu là hiện giờ là đứng bên cạnh Giáng Ngọc và có thêm một người đẹp trai nữa sẽ cùng đứng chung để giới thiệu chương trình ngày hôm nay. Thật sự ra thì hôm nay cũng cảm thấy rất là hãnh diện bởi vì mình là một người phụ nữ duy nhất được đứng hạ hai anh đẹp trai bên cạnh. Có khi mà nhìn qua hai anh thì thấy là hai anh mặc đồ rất là rực rỡ. Dù là Giáng Ngọc đã cố gắng mang một cái áo mà chiếu không thể nào tưởng tượng nổi mà vẫn thua xuống hai anh. Bên cạnh đó thì thưa quý vị, nhìn qua thì hai anh đều đeo những cái chiếc mắt kiếng rất là lạ. Biết vậy em cũng mang theo cái mắt kiếng để đeo cho nó hợp rồi. Hình như em thấy chị Ngọc, em nhớ là chị Giáng Ngọc có một cái mắt kiếng màu đỏ, nó chóe lắm á. Thì bởi vậy em nhìn thấy hai anh đeo mắt kiếng mà em cảm thấy tiếc là em bỏ quên cái mắt kiếng đó ở nhà rồi. Chứ không thôi là Giáng Ngọc đã mang theo rồi. Thưa quý vị, hôm nay thì thật sự đến trong chương trình và đặc biệt là nãy giờ chúng ta chưa có nghe lời nói cũng như chào của Quarantine thì chúng ta sẽ cùng nhau dành một tràng pháo tay một lần nữa cho anh. Thank you, thank you, and welcome everybody. Nói rồi, quá giỏi mà, Quarantine rồi. Dạ vâng, bây giờ kính thưa quý vị, dĩ nhiên là trong tất cả các chương trình như thế này thì dĩ nhiên chúng tôi cũng rất là cần những cái tấm lòng từ các nhà bảo trợ để có một cái chương trình hoàn mỹ như thế này. Thì dĩ nhiên trước nhất thì chúng tôi, ba anh em chúng tôi sẽ được phép để sướng tên các nhà bảo trợ trong chương trình buổi tối ngày hôm nay. Dạ vâng. Alright, ladies and gentlemen, let me introduce you and thank you. First of all, I would like to thank you everyone participate, especially our honorable sponsoring. So I would like to name a few, which I turn with name. First person is Mr. Ron Beck. He is a Hollywood executive producer, director, and also a writer. Wonderful, right? Đây là một nhà tài trợ với ba giải cho ba hoa hậu ngày hôm nay và cho lớp diễn viên điện ảnh mỗi giải trị giá 10.000 đồng. Wow. Vâng, và Dr. Zio Implant Dentistry sẽ tài trợ 6 giải cho 6 á hậu. Wow. Và Singida TV Houston and Dr. Nancy Mai, ABTV. Và Peter Vũ, it's a True Water Incorporation. Kế đến thưa quý vị, chúng ta có Sandra Hồ, cũng là giám đốc điều hành văn phòng luật sư Thiệu cũng như Lee Kek. Quý vị dành một tràng pháo tay cho chị Sandra Hồ. Lina Ngọc Nguyễn, Tax and Audit. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn cho Lina Ngọc Nguyễn cũng như Vũ Law Firm, một tràng pháo tay thật lớn cho anh Vũ. Bác sĩ Võ Trọng Trung, Võ Thành Trung thưa quý vị. Bác sĩ Võ Thành Trung là viện thẩm mỹ SBC, một tràng pháo tay thật lớn cho bác sĩ Võ Thành Trung. Kế đến là Quang Hưng. Quang Hưng, anh Hưng là management của LLC, một tràng pháo tay thật lớn cho anh Quang Hưng. Và thưa quý vị, chúng ta cũng nhận được một cái sự bảo trợ từ một người rất là trẻ đã có mặt ngày hôm nay, đó là anh Thanh Tùng. Một tràng pháo tay cho Thanh Tùng. Anh Thanh Tùng là MO Builder Inc. Và kế đến là Lana Vương, nhà hàng Hải Cảng. Một tràng pháo tay thật lớn cho chị Lana Vương. Cũng như là anh Joe Trần, một tràng pháo tay thật lớn cho anh Joe Trần, cũng là president của Supplemente Depot. Một tràng pháo tay thật lớn cho anh Joe Trần. Và kính thưa quý vị, dĩ nhiên là trên tay Trọng Hải còn có một cái list nữa. Nhà thiết kế Angel Phạm cũng bảo trợ cho chương trình buổi tối ngày hôm nay. Dần Phan Realtor, hệ thống Bell Furniture, Mai Vàng Daycare Center, nhà hàng Tao Ngộ và sau cùng là nhà hàng Mười Thương. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn cho tất cả các nhà bảo trợ trong chương trình buổi tối ngày hôm nay, Miss and Miss Vietnam, yes, International 2018. See, without you, we cannot accomplish this tonight, right? And we appreciate all your sponsoring sponsors. And also, and now, I would like to introduce you to our honorable guest tonight. It's a wonderful, wonderful evening that you're present here today. We have Judge Harris County Criminal
It's a judge, Jay Corrigan. Please, big applause for the judge, criminal judge. But tonight, guys, tonight, he's gonna do a pheasant judge. So it's nothing about your criminal tonight, okay? So don't worry. And second, of course, we have Mr. Hollywood, Ron Betts. Please stand up. Ladies and gentlemen, big applause. Thank you. And L.S. Allen A. C's and Associate P.C. Thank you. Và ông bà Vũ Ban. Và Daniel and Chris, it's a CD construction. Thank you. And our beautiful ladies, one of our Miss North America 2017, Abby Houston. And Mrs. US World 2018, Wenkis Chicken. I don't know if she's made here tonight, but earlier I have her, as she said, she will be being late, so I'm just making sure I'm not missing her. So please, ladies and gentlemen, again, one big applause for every our honorable guest tonight. Thank you. Và cũng không quên để cảm ơn một số các anh em trong ban tổ chức và đặc biệt là những người đang đứng đằng sau quay hình. Cũng như đặc biệt hôm nay là chúng ta cũng đã biết là chúng ta sẽ có livestream để gặp gỡ tất cả quý vị khán giả ở khắp mọi nơi. Thành ra Giáng Ngọc cũng như các anh em cũng xin trân trọng kính chào tất cả quý vị ở khắp mọi nơi đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, bên cạnh đó chương trình này có được thực hiện hay không cũng là do một cái người mà người này là một doanh nhân thành đạt và đặc biệt cô cũng là người rất được lòng của tất cả quý vị khán giả ở tại Houston luôn luôn ủng hộ. Ngoài một cái vóc dáng xinh đẹp ra, cô còn có một trái tim cũng không kém phần xinh đẹp. Cô làm những công việc từ thiện rất là nhiều. Và thưa quý vị, cô cũng là một người phụ nữ, single mom. Nhưng mà thật sự ra như không phải vì điều đó nó làm cản trở bước tiến của cô, mà cô đã là một doanh nhân thành đạt và đặc biệt đã nuôi bốn người con của mình thành tài. Và thưa quý vị, khi mà nói tới những cái công việc bận rộn như vậy, nhưng mà cô cũng đã không bỏ qua để tiếp tục mang cái sắc đẹp của người phụ nữ Việt Nam, nhất là trái tim nhân ái của người Việt Nam, để mang đến chia sẻ với mọi người bằng những chương trình từ thiện. Và bên cạnh đó thì còn có những cái chương trình cộng đồng cũng như những chương trình gây quỹ cho chùa hoặc từ thiện. Thì lúc nào cô cũng sẵn sàng để góp một bàn tay để chúng ta nhìn thấy được rõ hơn cái nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Đó không ai khác hơn là Hoa hậu doanh nhân toàn cầu 2016, chị Thu Hương. Một tràng pháo tay thật lớn. Thưa quý vị, cho Hoa hậu Nhân Thu Hương một tràng pháo tay thật lớn. Thu Hương xin kính chào tất cả toàn thể quý vị có mặt ngày hôm nay. Thật ra là quá bận rộn, Thu Hương không có chuẩn bị gì cả. Nhưng với tấm lòng tất cả những người thân thương đã có mặt ngày hôm nay, Thu Hương xin chân thành tri ân cảm ơn tất cả đã đến tham dự. Và Thu Hương không biết nói gì hơn, nếu mà ban tổ chức có phần gì sơ sót, mong cho quý vị thứ lỗi cho và ủng hộ cho Thu Hương để mà năm tới có thể làm hoàn hảo hơn. Một lần nữa, Thu Hương xin chân thành tri ân cảm ơn tất cả các quý quan khách, các nhà tài trợ. Và thanks Mr. Ron, Mr. Jay, thanks everybody. I love you all. Thank you so much. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay giống như Giáng Ngọc đã nói là ngoài chị Thu Hương ra thì chắc chắn là phải có rất nhiều những người bảo trợ đứng bên cạnh để mà hỗ trợ cho chương trình. Thì chúng ta sẽ mời một số những nhà bảo trợ lên đây để mà chia sẻ vài lời và đặc biệt có cái lời cảm ơn từ chị Thu Hương. Dạ vâng, kính thưa quý vị, người đầu tiên trong Hải xin phép được trân trọng kính mời đó là bác sĩ Vũ Ban. Dạ vâng, chúng ta xin trân trọng kính mời bác sĩ Vũ Ban và xin tất cả quý vị chúng ta cùng cho bác sĩ Vũ Ban một tràng pháo tay thật lớn. Kế đến là Giang Ngọc xin mời anh Thanh Tùng, cũng là MO Builder Inc. Xin mời anh lên sân khấu. Một tràng pháo tay thật lớn cho anh Thanh Tùng. Thank you.
like to have whoever I call the name, please just come up on the stage as well, okay? And today, the judges, we also have executive producer and director, of course, and with the writer as well, Ron Banks. Và Thanh Tùng, M.O. Oh, I'm sorry. Anh Thanh Tùng đã đứng trên này rồi, nhưng mà tại tên anh đẹp quá cho nên qua tôi muốn nhắc hoài. Dạ vẫn còn không biết là bác sĩ Vũ Ban có mặt đây không ạ? Ồ dạ vâng, dạ dạ. Dạ vâng, và cũng không quên để mà chúng ta sẽ cùng nhau để mời tất cả ban giám khảo sẽ lên đây để mà có những cái món quà nho nhỏ để tặng cho ban giám khảo trước khi mà trở về lại chỗ ngồi của mình để mà làm cái công việc của mình. Vâng, và TV personality and cementologist, Miss Sangeeta. Kế tiếp, vị giám khảo kế tiếp Trọng Hải xin trân trọng kính mời radio host by Quang Hưng. Xin mời anh Quang Hưng lên sân khấu. Và kế đến các học sinh trân trọng mời Dr. Nancy Mai, Apple Dentist lên sân khấu. Và kế tiếp Trọng Hải xin trân trọng kính mời Dr. Diệu, Implant Dentistry. Và xin kính mời Cosmetologist Dr. Võ Thành Trung. Và kế tiếp Trọng Hải xin trân trọng kính mời Hoa hậu Thanh Mai. Và kế tới, xin kính mời Triệu Vi and Likasa Law Firm Central Hồ. And one of our special honorable real judges today, please welcome and please come on up, Mr. Jay Carrahan. Và kính thưa quý vị, xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn cho tất cả các anh chị trong ban giám khảo của chúng ta ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, ngay từ đầu hồi nãy Trọng Hải, Giá Ngọc cũng như là Carter đi bước từ bên trong đi ra thì nhìn thấy tất cả những khuôn mặt của tất cả những người đẹp. Và Trọng Hải nghĩ chắc chắn rằng ngay buổi tối ngày hôm nay ban giám khảo sẽ rất là nhức đầu để chấm cho người nào sẽ là hoa hậu trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây dạ giờ vâng. Giáo học xin mời Thanh Tùng lên để anh, nói Thanh vài Tùng lời. Sẽ nói vài lời và anh sẽ đại diện cho bố anh là bác sĩ Vũ Ban. Dạ vâng. Cảm ơn anh chị. Dear Mr. Ron Beck, dear judge, Thanh Tùng xin kính chào quý vị tối nay. Thanh Tùng xin đại diện cho ban giám khảo. Ngày hôm nay là một ngày vinh dự cho Tùng. Ba má Tùng, tức là Bích Ngọc Vũ Ban, ba má Tùng đã lớn tuổi cho nên ba má Tùng cũng là người sáng lập ra ở Houston, Texas là chuyên về những cái cuộc hoa hậu ngày hôm nay. Cho nên là Tùng rất hân hạnh giới thiệu với mọi người một người chị, một người Tùng rất là thương mến và rất là đáng kính, đó là chị Thu Hương. Cho nên má Tùng giao lại cái công việc này cho chị Thu Hương từ nay để tiếp nối những cái công chuyện nó rất là tốt để cho chị em có dịp để tổ chức những cái show ngày hôm nay. Một lần nữa Tùng xin cảm ơn chị Thu Hương, cảm ơn quý vị, cảm ơn tất cả tất quý vị đã giữ ngày hôm nay. Thu Hương xin chân thành cảm ơn cô chú Vũ Ban đã trao trọng trách cho con là nói nghiệp cô. Dạ, cảm ơn Thanh Tùng rất nhiều. Thank you. And please
I would like to invite Mr. Beck to have a few words to our community today. Good evening, everyone. It's been an honor to be here with all you wonderful people. Okay, all right. I got involved in the Vietnamese community about 10 years ago. A crazy woman named Tina Lee asked me to sing a song in Vietnamese. It took me 3 months. And I couldn't do it for you tonight. I would love to, but it's been a long time and it's a very difficult language. But what I found in the Vietnamese community is that you are a strong people. Applause, please. When you come to this country, I can't tell you. Last night I went out, I arrived last night and went out with some of the people behind me and some of you in the audience, and we had such a great time. And when I heard their stories of how they triumphed, there are people here on this stage and in this audience that have completely blown away the odds. Nothing can stop you. Nothing can stop you. Teach your children. We can do this. We can do this. Now, the reason I'm here is because I make motion pictures. And I can help anyone interested to get in the movie business, mainstream America. In fact, our friend here is in one of my movies. Give her an applause. She's never done it before. Never. Yes, I never done before. You don't want to teach me how. I had one day with her and she stole the scene. She's amazing. So anyway, there are certificates for some of you who win to study with me. And when you finish studying with me, you will be in a movie. Okay? Applause, please. For all you ladies that are here, there are no losers. The very fact that you're here is because you are living and making your dream a success. Just being here makes you a winner. Thank you very much. I look forward to the show. Thomas, can you run the slideshow? I was just asked, will I run the scene that we did? I'm not going to run it because we'll have the film in June and you'll all be here to see it. I'm just going to make you wait for it. She's really good in it. Thomas, any chance? Thomas, are you back there? Okay, it doesn't matter. Basically, what it was, a slideshow, a showing of the people I worked with and so on, and the movies that we did, but it doesn't matter. We will carry on. Thank you. Vâng, và kính thưa quý vị, vâng, và một kế tới, một đại diện rất là... I would like to introduce you to one of a very honorable, and he's played a big part of in our community, also in our city as well. So, Mr. J. Kenneran, Kenneran. He have a few words here. Thank you. Chào quý vị. Wow. To everybody here who will be watching this wonderful contest tonight, we thank you, Carmen Yu, for coming here and being with us. And to all the lovely contestants, Chuc Mai Mung. Good night, and we will see you early. And it's my pleasure to be here. I also want to say that I want to also follow what Ron said about the description of the wonderful Vietnamese community, the vibrant, active, and noble Vietnamese community here in Houston, that you also have a very strong sense of justice. And so please keep teaching that to your children as well. And we thank you so much for being part of our community. You are warmly, warmly welcome. Tham Anh Nhu.
Dạ vâng, những phần những cái lời phát biểu ý kiến của tất cả quý vị trong ban giám khảo cũng như là nhà tài trợ đã đến đây đã vừa xong, thì bây giờ Trọng Hải xin phép được trân trọng kính mời tất cả quý vị ở trong ban giám khảo có thể về vị trí của mình để chúng ta bắt đầu chương trình để bước vào cuộc thi. Yeah, you may go back to your seat, please. Vì có lẽ là giây phút này là những giây phút chúng ta cùng chờ đợi tất cả những thí sinh bước ra đây để mà cùng nhau chúng ta cùng nhìn ngắm những thí sinh đã bước vào trong cuộc thi lần này để mang đến cái sắc đẹp của người phụ nữ Việt Nam, làm cho người Việt Nam chúng ta cảm thấy hãnh diện về những nhan sắc này. Bây giờ thì chúng ta sẽ có cái phần mở đầu cũng khá đặc biệt. Một người mà Nhã Ngọc đã biết anh rất là nhiều trong những chương trình văn nghệ, và đặc biệt ở dưới Cali thì anh cũng có những cái show ca nhạc, và anh rất là thông sáo trong rất nhiều những cái chương trình. Và bên cạnh đó thì anh cũng là một người host, một người ca nhạc ngoại quốc rất là hay, nhất là nhạc Pháp. Thì hôm nay anh cũng sẽ có mặt để mở đầu tiết mục này. Thì bây giờ dành lại cho Trọng Hải. Dạ vâng, để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, Trọng Hải xin hân hạnh được kính mời quý vị thưởng thức phần trình diễn một bài hát, một cái liên khúc. Và trong lòng trong cái liên khúc đó là tất cả những tà áo dài của các thí sinh trong chương trình buổi tối ngày hôm nay sẽ lần lượt để ra trình làng cùng với ban giám khảo và tất cả quý vị quan khách ngày hôm nay. Người ca sĩ mà Trọng Hải muốn giới thiệu cùng quý vị, thưa quý vị, và một tràng pháo tay thật lớn cho Andy Christian từ Nam California. Thank you, MC Giáng Ngọc, thank you Trọng Hải và thank you Lương Anh Trang. Rất là đẹp trai, vừa cống hiến cho chúng ta một nhạc phẩm về tình và một cái nghề nghiệp mà tất cả quý vị rất là yêu thích. Và trước khi Andy Chris hát trình diễn một nhạc phẩm, Magnolia, đó là nhạc phẩm Pháp của ca sĩ Claude François, đó là nhạc phẩm Top One của Euro vào thập niên 80-90 cùng dancer, và xin kính chúc tất cả quý vị được có một đêm thật là hạnh phúc với tất cả những bông hồng ngày hôm nay. Và cũng không quên chúc tất cả các thí sinh hoa hậu ngày hôm nay thật nhiều hạnh phúc và may mắn. Và đây, nhạc phẩm Magnolia, một liên khúc gồm tất cả các nhạc phẩm trữ tình, đó là nhạc phẩm liên khúc Lady Band, Người Đẹp. Người đẹp yêu dấu đẹp như trăng sao, người đẹp yêu dấu đẹp như mây cao, người yêu tây đẹp như gió, đẹp như tia nắng thu rơi. Người yêu ơi, người làm vui là cần mơ tới thiên phu. Người đẹp yêu dấu đẹp như trăng sao, người đẹp yêu dấu đẹp như mây cao. Mày yêu tôi thật sân chơi nhờ đôi môi với đôi vai. Người yêu ơi, người làm cho đời một năm sẽ vui ngoài. Em đừng cười đó và sắc môi. Thầm ngạc con phố năm u xa xôi một trời. Người đẹp yêu dấu đẹp như đêm mơ, người yêu tươi đẹp như tim nhà nơi xa xôi tiếng xa. Người yêu ơi, người làm cho đời vơi vơi sẽ bao la. Thank you.
ngày có bao giờ đến với đời ta hai lần đầu. Đêm nhau đêm nay ta cùng vui và sẽ sửa trong niềm hoan ca và ngàn câu ân ái. Vui lên đi em trong chiến biên, vui bao la trong hồn nhiên, trong đông đuối ngất ngây. Yêu nhau đi, mình không nên tiếc chi. Ta trao nhau môi hôn bao đam mê và trong say đắm này. Ta yêu nhau, có chăng sao trên trời? Chiếu muôn ngàn ánh soi tình chúng ta buồn muôn sắc hồng. All right.
park. Em muốn tiền ăn, sẽ vui trên phố. Nghe miên man con sông, gót chân em bước đều. Alexandre, em về trên bến xuân sau nắng chiều. Em bên anh say đắm, mắt môi xinh mỉm cười. Ngàn năm sông vũ miên man miền sông ôm đôi cát vàng. Chiều nay treo dấu trên đèn tình đắm say trên môi hồng. Alexandre, Alexandre. Alexandre, em là sao sáng trăng soi bóng hình. Chiều nay vươn vấn bên em ngọn đắng say trong men tình. Em cội vàng non trẻ, Alexandre. Ta cùng vui ca vang cùng em. Voler sur le fil, partir sur le nid. Alexandre, Alexandre, ce soir je de la vieille, toi tu me le crois. Ce soir je danse, je danse, je danse, je danse tes bras. Allez danse, oui danse. Danse, 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 danse. Alexandre, Alexandre. Ce soir je danse, je danse, je danse, je danse tes bras. Kính thưa quý vị, phần trình diễn của anh Andy Cruz và đặc biệt tất cả các thí sinh trong cuộc thi Miss and Mrs. Hoa hậu Việt Nam toàn cầu năm 2018. Quý vị, trong trọng tài hợp lòng nghiệp để cho tất cả các em thí sinh có yêu thương cảnh hơn. Một lần nữa, trân trọng cho một tràng pháo tay thật, thật dài. Vâng, xin cảm ơn các quý vị. Phải công nhận là người Việt Nam chúng ta đặc biệt là có tà áo dài quá là đẹp phải không quý vị? Nhất là dù là bất cứ lứa tuổi nào khi mà mặc tà áo dài vô thì nó cũng tôn vinh được cái nhan sắc của người phụ nữ Việt Nam. Và Giáng Ngọc thiết nghĩ là không phải chỉ có phụ nữ Việt Nam mặc áo dài đẹp, mà riêng bây giờ thì các đàn ông đó, mình mặc áo dài cũng rất là đẹp nữa. Cho nên Giáng Ngọc đề nghị là nếu mà lần sau chúng ta có những cái chương trình như vậy thì hy vọng là con tôi cũng như là Trọng Hải cũng sẽ mặc những chiếc áo dài để được đứng chung với Giáng Ngọc trong những tà áo dài này. Không biết từ trước đến giờ con tôi Đinh có bao giờ mặc áo dài qua chưa? Từ nhỏ tới lớn đến giờ thật sự là cô đã rất là thích cái chiếc áo dài. Mà phải nói rằng là nhưng mà chưa bao giờ có cơ hội được mặc chiếc áo dài cho tới Tết năm vừa rồi. Lần đầu tiên được quàng chiếc áo dài lên mình thì thật sự rất là cảm thấy dễ thương và rất là đẹp. So, could you see just all these beautiful ladies come up here in a long dress? What do you think? Please just make some noise if you agree with it. Thank you. Kính thưa quý vị, thật sự ra khi nói đến tà áo dài thì có một cái điều cũng khá đặc biệt là bởi vì cái tà áo dài bây giờ là truyền thống của người Việt Nam và tất cả những người trên thế giới hầu như ai cũng biết được cái nét đẹp của tà áo dài. Có một lần khi mà Nhã Ngọc làm việc trong một cái chương trình và đi ra phi trường thật là nhanh để mà tiếp tục bay trong một cái chuyến khác để kịp đi qua để làm một cái chương trình khác.
Thì trong lúc mà chạy nhanh như vậy thì không thể nào mà thay cái bộ đồ ra được, cho nên mặc nguyên một cái áo dài Việt Nam bay thẳng vô phi trường và đi một vòng ở phi trường như vậy. Thì quý vị thấy là thật sự ra với một cái tà áo dài như vậy mình đứng trên sân khấu thì rất là đẹp, nhưng nếu mà đi vô phi trường mà một mình như vậy thì giống như là một cái người hoàn toàn từ một nơi khác đến, bao nhiêu người đều quay đến nhìn mình, và đặc biệt là rất nhiều những người Hoa Kỳ tới đã trễ chuyến bay rồi mà còn gặp rất nhiều những tình yêu thương của các bạn, tức là những người Hoa Kỳ tới xin chụp hình, mà không phải xin chụp hình vì mình mà vì cái tà áo dài. Thành ra mình cũng cảm thấy rất hãnh diện với tà áo dài của người phụ nữ Việt Nam. Vâng, khi Giáng Ngọc nói tới là mặc chiếc áo dài chạy ra sân bay, thật sự nãy giờ cô đã rất là hồi hộp, thật sự tưởng là studio đi nó đuổi. Làm gì có không à, biết đâu chừng anh security cũng đi ra đi xin chụp hình với Giáng Ngọc, bởi vì tà áo dài Việt Nam quá đẹp. Và thưa quý vị, sau cái phần trình diễn vừa rồi thì chắc quý vị cũng đã nhìn qua một số hình ảnh của các thí sinh trong chương trình ngày hôm nay và biết được rằng chúng ta ngày tối hôm nay sẽ là có những người đẹp nào sẽ có đội những cái vương miện vào tối ngày hôm nay. Và chắc chắn đó là hạnh phúc, bởi vì không ai không hạnh phúc khi biết là mình đẹp hết. Và chắc chắn tối nay sẽ có rất nhiều những người hạnh phúc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ban nhạc trở lại. Vâng, and ladies and gentlemen, I love like to introduce you to one of very beautiful, beautiful singer, young and beautiful lady, come from Louisiana. Ladies and gentlemen, please put our hands together for Miss Nicole Nguyen. Thank you.
Tình yêu luôn luôn là tuyệt vời, kính thưa quý vị. Và phần trình bày rất là nóng bỏng của Nico Nguyễn đến từ Louisiana. Và kính thưa quý vị, để liên tục chương trình, Trọng Hải xin trân trọng kính giới thiệu cùng quý vị một khuôn mặt rất điển trai, rất thư sinh. Anh là một ca sĩ đến từ trung tâm Asia và cũng là một người em rất thân thương của Trọng Hải mà Trọng Hải dành. Và anh cũng muốn cái phần trình diễn, cái phần giới thiệu của anh. Vâng, xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn cho tiếng hát của nam ca sĩ trẻ Nguyễn Khắc Huy. Và Nguyễn Khắc Huy xin gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị và xin gửi tặng quý vị bài hát Say Tình, nhạc ngoại Lê Việt. Buồn nào đưa ta qua nỗi đau thương này, xuân nồng ta thấy chút quên đi đôi mắt cút đi, ánh mắt đắm đuối đôi môi đắm đuối gần ta cuốn lấy em yêu đã chết ta trong một đêm thôi. Vì yêu em ta đã hóa ngây ngô rồi, mỗi sáng mỗi tối ta điên ta say với bóng men. Nói đâu thương chút cây đâu không ai hay, em đã vẫn bước theo tiền vui kia. Đi rồi, nào người em với cho ta qua tay buồn. Cơ quan đời làm người tình gì quá mê dại, ôm lòng vươn nắng chút hết trong tình yêu nằm. Ta cho ta lỡ yêu em rồi, con tim ta lỡ trao em rồi. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị.
khen rất là nhiều cho quý vị vừa xem qua phần trình diễn của Nguyễn Khắc Phi. Đặc biệt là anh là một trong những ca sĩ của trung tâm Asia. Khi nói tới Huy thì không phải chỉ có hát không, mà quý vị thấy là anh hát rất nhiều những thể loại nhạc, nhạc quê hương, và bên cạnh đó anh hát cổ nhạc cũng rất hay nữa. Nếu có dịp thì chắc là Giang Hồng cũng sẽ mời anh hát thử. Tại vì hôm nay chúng ta cũng có một số những khách khán giả là người Hoa Kỳ, biết đâu chừng nghe cổ nhạc cũng là một dân ca của người Việt Nam cũng lạ lạ không ạ. Và thưa quý vị và các anh chị, nói tới phần trình diễn kế tiếp, đây cũng là một người khá đặc biệt. Anh đã được đặc biệt mời trong buổi tối ngày hôm nay, anh từ Việt Nam qua đây. Và anh là một trong những hiện tượng đã được rất nhiều các bạn trẻ biết đến và yêu thích trong những năm trước đây. Và đến bây giờ thì tên hát, tên tuổi của anh cũng được khán giả nhắc nhở. Và sau nhiều biến cố anh đã trở lại cùng với khán giả. Nói tới khuôn mặt của anh thì cũng khá lạ, bởi vì anh là một người mang hai dòng máu. Bố anh là người Ai Cập, mẹ là người Việt Nam. Nhưng mà cũng được biết mẹ anh cũng là một người ca sĩ hát nhạc rock rất là nổi tiếng. Anh sinh trưởng và lớn lên tại Đà Nẵng. Và có rất nhiều những nhạc phẩm hay mà anh đã để lại cho chúng ta. Đặc biệt không hiểu, có lẽ bởi vì đời sống có quá nhiều những cái câu hỏi, bởi vậy cho nên anh cũng đã có một cuốn album mà Giáng Ngọc cũng được biết là trong đó nó có rất nhiều những chữ vì, vì đâu, vì em, hoặc là vì ai. Đó là những cái câu hỏi đặt ra trong đời sống của anh. Và hôm nay anh cũng đã có mặt để mà gửi đến cho chúng ta những bài hát mà quý vị yêu thương, cũng như là đặc biệt nhắc nhở tới tên tuổi của một người ca sĩ đã đi vào lòng khán giả ở khắp mọi nơi. Xin quý vị dành một tràng pháo tay để theo dõi phần trình diễn của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ. Em xin kính chào quý vị và xin được gửi đến tất cả quý vị lời chào trân trọng. Tại vì em thấy cái list của em thì hát hơi sâu tí, đứng phía sau 8 anh chủ tí vì lâu anh em không có gặp. Bài hát đầu tiên ca sĩ xin được gửi đến quý vị là một nhạc phẩm mới đang rất là hot tại Việt Nam của nhạc sĩ trẻ Đạt Ri. Bài hát mang tên Buồn của anh. Xin được mời tất cả quý vị cùng nghe. Hai tay anh ôm xương dòng rất đau, đôi vai anh mang nỗi buồn rất lâu, chân anh lang thang kiếm em ở khắp chốn, nước mắt tràn biết em giờ nơi đâu. Đôi khi cô đơn giết anh từng cơn, em thân bao nhiêu nước mắt để tôi về yên bên em. Sao bao lâu quen ôi nay mình anh lê bước, anh ước gì cách anh mình đường buông xa. Chạy theo em ở phương trời xa lắm, em ơi người ơi khi đâu, chạy đi đâu để có niềm vui, vui trốn nỗi buồn. Hạ sát thủ còn chưa kịp ăn, lá kia sau lòng em bội thay. Anh ở lại đều một mình nhân thương. Ai không em lòng anh thừa đông đã mang theo chiều tan màu. Một lần xa vòng tay của em là bao bão đau. Nhìn vào mắt của em giờ đây, khóe mi anh lệ tuôn thầm thầm. Anh rất buồn nhưng không biết phải làm sao. Nước mắt để tôi bình yên bên em.
sao bao lo quen thôi nay mình hãy lê bước tay ước gì thành tay mình được buông ra chạy theo em ở phương trời xa lắm em ơi người ơi tình mơ chạy đi đâu để có niềm vui vui cho nỗi buồn hạ xa còn chưa kịp lá kia sao lòng em bồi lắm anh ở lại đều một mình nhân thừa ai sống em lòng anh thừa đâu dám băng theo chiều tan màu một lần xa vòng tay của em là bao mãi sau nhìn vào mắt của em giờ đây khóe mi anh lệ tuôn thầm thầm anh rất buồn nhưng không biết phải làm sao chạy theo em ở phương trời xa lắm em ơi người ơi chạy đi đâu để có niềm vui vui cho nỗi buồn hạ sát thu còn chưa kịp hạ lá kia sao lòng em vui anh ở lại đều một mình nhớ mong hay không em lòng anh thừa đôi tháng mang theo chiều tan màu mưa một lần xa vòng tay của em là bao nhìn vào mắt của em giờ đây khóe mi anh lệ tuôn thầm tay anh rất buồn nhưng không biết hay làm sao nhìn vào mắt của em giờ đây khóe mi anh lệ tuôn thầm tay anh rất buồn nhưng không biết ai làm sao. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và xin hẹn gặp lại quý vị vào những bài hát sôi động hơn ở phần tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị. Dạ vâng, xin cảm ơn phần trình bày của ca sĩ Hoàng Vũ rất là nhiều. Đến đây Trọng Hải xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị một khuôn mặt cũng rất là dễ thương, một khuôn mặt khả ái, một bông hoa biết hát và biết nói. Cô vừa vào trung tâm Asia không lâu và cô đã chiếm được rất là nhiều tình yêu thương của tất cả quý vị khán giả ở khắp mọi nơi qua những bài hát rất là hot. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để đón chào tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Trần. Xin chân thành gửi lời chào trân trọng tất cả quý vị. Thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu, thà là bỏ đi hết ta chẳng nợ gì nhau, cho bao nhiêu đớn đau phải bận tâm ngày sau. Vì một người như thế có đáng hay không? Mai tôi sẽ cố quên, cho dù anh có quay về đây. Ngày mai tôi sẽ rời xa anh, cho dù anh còn yêu tôi. Mặt trắng như vôi tình đời, màu đen trong cuộc tình thôi. Tình nghĩa rời xa từ đây, nhưng chẳng một lời đôi ba. Thank you.
dù anh có quay về đây, người ba vẫn sẽ rời xa anh. Cho dù anh còn yêu tôi, bạn chẳng như vội trên đời, mai đen trong cuộc tình thôi. Tình nghĩa đôi ta từ đây như cánh trăng được bên đông bão. Chẳng nợ gì nhau, cho bao nhiêu đớn đau khỏi bận tâm ngày sau. Vì một người như thế có đáng hay không? Và kính thưa quý vị, Khánh Trân sẽ trở lại vào phần 2. Đặc biệt hôm nay khi mà Khánh Trân hát cái bài Bạc Trắng Tình Đời thì Giang Ngọc có chọc Khánh Trân là khi mà cô dùng cái cô mặc cái bộ đồ màu bạc rất là lấp lánh và đẹp này, thì Giang Ngọc có nói là em hát Bạc Trắng Tình Đời rồi em mặc màu bạc luôn, thì Khánh Trân có nói chị cũng bạc mà bạc đen bạc trắng hết, hai đứa mà kết hợp lại thì đúng là Bạc Trắng Tình Đời đúng quý vị nha. Và thưa quý vị, Khánh Trân là một trong những ca sĩ cũng là giọng ca của trung tâm Asia vừa rồi. Khi mà nói tới Khánh Trân thì cô cũng là một người rất là đa tài, hát nhiều thể loại nhạc, nhạc trẻ rồi cả nhạc quê hương nữa. Hôm nay thì ngoài một số những ca sĩ được tăng cường tại California qua đây thì chúng ta cũng được biết là tại Houston cũng có rất nhiều những tiếng hát hay để mà gửi tới quý vị. Ngoài cái nét đẹp ra thì chắc chắn phải còn có giọng hát thiên tài và nhiều cá tính khác mà chúng ta cùng nhau chia sẻ với cái nét đẹp của người con gái tại Houston này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đón tiếp một tiếng hát kế tiếp trong chương trình ngày hôm nay. Xin quý vị dành một tràng pháo tay cho tiếng hát của ca sĩ Hoàng Mai. Hoàng Mai xin trân trọng tất cả quý vị. Oh,
hay lòng em ai chiều cũ. Thank you, ca sĩ Hoàng Mai rất là nhiều. Did you enjoy it tonight? Are you sure that you enjoyed it tonight? That's what I think it's the answer, yes. Well, it's a wonderful, you know, I'm just so happy that I'm be here today instead of fouling some nail and toes at the nail shop. It's a lot nicer with all this beautiful lady, right? Yeah, me too. Hi, ladies and gentlemen, let me introduce you one of our very wonderful singer from Houston, Texas. And ladies and gentlemen, please put our hands together. Big applause for Nguyễn Trường. Yeah, lần đầu tiên Nguyễn Trường xin gửi lời chào thân thương đến toàn quý khán giả có mặt hôm nay tại nhà. Baby Club. Sau đây Nguyễn Trương xin gửi đến quý khách một nhạc phẩm trường mang tên Hãy Nhìn Lại Mình Đi. Xin mời khách cùng lắng nghe. Yeah.
tình như cơn sóng, em sống rất nhanh, khiến cho ta buồn. Đêm ngày nhung nhớ, tình người mới đến, sao nhẹ nhàng đó chưa? Đến khi không còn, lạnh lùng quá. Bảo trợ đã hợp tác và hỗ trợ cho chương trình được thành công. Và đặc biệt cũng có một cái tin vui là chị Nancy Mai đã ủng hộ cho 10 phần quà cho cái phần final cuối của chúng ta, trong khi chúng ta sẽ có 10 top 10 bước vào chương trình, thì lúc đó là chúng ta sẽ có một cái phần quà rất là đặc biệt được bảo trợ từ chị Nancy Mai, Dr. Nancy Mai. Xin quý vị dành cho Dr. Nancy Mai một tràng pháo tay thật lớn. Dạ vâng, chị là chủ nhân của đài truyền hình ABTV 55.4 từ Houston, Texas. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Nancy Mai rất là nhiều. Và để liên tục chương trình, Trọng Hải xin giới thiệu cùng với quý vị một tiếng hát ngay từ đầu chương trình đã xuất hiện rất là sống động cùng với những tà áo dài màu vàng rất là dễ thương. Người mà Trọng Hải muốn nói tới đó là nam ca sĩ Andy Chris. Thank you, and MC Trọng Hải. Thank you. Chúc quý vị yêu thích đêm hôm nay, rung ngàn vào tay thật nóng nhiệt cho ban giám khảo, tất cả quý vị và cũng như tất cả dancer và các cô thí sinh hoa hậu tối nay. Đây là nhạc phẩm rất là xưa trữ tình, nhạc Pháp. Mời tất cả quý vị cùng trở lại với khung trời Paris. Nếu tình yêu còn mãi. Si l'amour existe encore. Il ressemble à ton corps. Si l'amour existe encore, serre-moi encore plus fort. Si l'amour existe encore, prenez-toi comme je m'entends. Au soleil dans ton monde, et nous faire oublier le temps. Personne ne jamais souvenir les mots d'amour, les mots du cœur, quelque chose comme je veux. Existe encore.
tell it too late, summer. Trong rằng có tài thức nông nghiệp cho ban nhạc của Phú Trường. Cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ vâng, cảm ơn anh Andy Chris và cũng như cảm ơn các phụ công, các dancer của anh. Và kính thưa quý vị, sau đây thì chúng ta sẽ xem một cái phần cuộc khá đặc biệt. Chúng ta sẽ được nhìn thấy những tà áo dài trở lại lộng lẫy trên sân khấu của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Đặc biệt với những tà áo dài này thì các thí sinh sẽ là người tự chọn cho những tà áo dài của mình. Và chúng ta sẽ cùng nhau được nhìn ngắm những tà áo dài được các thí sinh chọn lựa để coi thử coi là ai sẽ là người đẹp nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Và vâng, kính thưa quý vị, đây là cái giờ phút mà ban giám khảo phải làm việc rất là chăm chỉ. Dạ vâng. Vâng, kính thưa quý vị, không chỉ những các thí sinh không chỉ đơn giản đâu quý vị, mà để cho trang bị và để cho prepare một cái ngày như này là cần phải diet, phải run, phải kiêng đủ các thứ hết đó quý vị, chứ không phải là chỉ có hôm nay đùng đùng lên đây mà mặc cái áo chiếc áo dài lên đây đó chứ kính thưa quý vị. Tức là em nói là phải chuẩn bị rất là kỹ, trước khi lên sân khấu thì phải diet để cho ốm cái eo nó nhỏ lại thì mặc áo dài mới đẹp. Cho nên bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau để dành những tràng pháo tay nồng nhiệt cho các thí sinh của chúng ta trong phần thi áo dài tự chọn. Một tràng pháo tay thật lớn cho phần trình diễn của các em. Dạ vâng, mời nhạc chuẩn bị nha, music chuẩn bị, dạ vâng. Music, music please. Trong đêm hôm nay, chúng ta cùng nhau dành
một tràng pháo tay để chào đón thí sinh mang số 14, em Đỗ Khánh Linh. Đỗ Khánh Linh năm nay 20 tuổi. Cô sinh sống tại thành phố Đà Lạt. Đối với riêng cá nhân cô, quan niệm sống là không nên đánh giá người khác qua bề ngoài. Đặc biệt, sở thích của cô hoạt động về nghệ thuật. Tiếp theo, thí sinh Trần Ánh Nguyệt. Kính thưa quý vị, Trần Ánh Nguyệt năm nay 22 tuổi, đến từ Houston, Texas. Sở thích của Ánh Nguyệt: du lịch, đọc sách và yêu những công việc mà cô đang làm. Dạ vâng, Trần Ánh Nguyệt, số báo danh 42. Trần Ánh Nguyệt năm nay 22 tuổi, đến từ Houston, Texas. Sở thích của cô là đi du lịch khắp mọi nơi, thời gian rảnh, đọc sách và luôn yêu thích những công việc cá nhân đang làm. Và tiếp theo là thí sinh mang báo danh 81, Victoria Woliski, năm nay 27 tuổi, tại Houston, Texas. Những điểm yêu thích của cô như là họa vẽ, theo và sculpture and illustration. Kế tiếp, thí sinh mang số báo danh số 15, cô Thùy Dương. Năm nay Thùy Dương 19 tuổi. Cô sinh sống tại thành phố Houston. Quan niệm sống riêng cá nhân là sống luôn cho đi và luôn tỏ ra lòng biết ơn với mọi người. Sở thích của cô làm việc cộng đồng và giúp đỡ mọi người. Ngọc Hồ năm nay 26 tuổi. Ngọc Hồ đến từ thành phố Houston, Texas. Quan niệm sống của Ngọc Hồ là luôn luôn chấp nhận những thất bại trong cuộc sống, và chính những thất bại trong cuộc sống đó khiến bạn vững bước mà đi lên. Sở thích của Ngọc Hồ: xem phim, âm nhạc, du lịch và làm bánh. Vâng, và thí sinh kế tới, Đăng Trần, mang báo danh 61, năm nay Đăng Trần 24 tuổi, tại Houston, Texas. Vâng, quan niệm sống của em là nếu vấp ngã thì hãy đứng dậy. Người thành công là người không bao giờ bỏ cuộc. Sở thích của em là chơi thể thao, đặc biệt là môn cầu lông. Kính thưa quý vị,
tròn 23 tuổi. Cô sinh sống tại thành phố Houston. Đặc biệt sở thích của cô là thích vẽ và đi du lịch khắp mọi nơi. Helen, năm nay 34 tuổi, từ Houston, Texas. Quan niệm sống của cô là dành nhiều thời gian cho gia đình, thích đi du lịch. Và sở thích của cô nữa là thích giúp đỡ những người khác, vì thích nhìn những niềm vui của mọi người là niềm vui của chính mình. Và thí sinh kế tới là Mai Thảo Lê. Cô năm nay tròn 34 tuổi tại Houston, Texas. Mang báo danh số 18. Quan niệm sống của cô là muốn đem hòa bình đến cho mọi người và giúp đỡ mọi người khác. Sở thích khám phá thiên nhiên và thích đi chơi du lịch. Là Đỗ Thúy Vân, mang số báo danh 88, 42 tuổi, từ Houston, Texas. Quan điểm sống của cô. Những học sinh được thưa, thí sinh kế tiếp là cô Anna Phan. Đỗ Thúy Vân, mang số báo danh 88. Năm nay 42 tuổi, đến từ thành phố Houston. Quan niệm sống của cô là vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Sở thích của cô biết lắng nghe và chia sẻ. Thích giúp đỡ những khó khăn từ bạn bè, người thân, trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Vâng. Và thí sinh kế tới là Emna Thân. Năm nay 47 tuổi, từ Oklahoma. Mang số báo danh 38. Dạ, quan điểm sống của cô là thích giúp đỡ mọi người trong mọi điều kiện. Và luôn quan tâm, trao đổi, học hỏi và vui vẻ với cộng đồng và mọi người. Và thí sinh kế tới mang báo danh số 16, Lý Ngọc Quyên. Từ Maryland, năm nay cô 53 tuổi. Cô sống hết lòng với mọi người. Cô thích du lịch, chụp hình và nấu ăn. Kế đến, thí sinh mang số báo danh 75, cô Thu Vân Hồ. Năm nay cô 51 tuổi, đến từ thành phố Houston. Quan niệm sống của cô là lúc nào cũng phải sống vui, sống khỏe, hòa đồng với mọi người.
sở thích riêng. Cô thích ca múa, nhạc kịch và tham gia công tác xã hội. Dạ, thí sinh kế tới là Nguyễn Hồng Trang, số báo danh 79, năm nay 58 tuổi, từ Houston, Texas. Quan điểm sống: sống hạnh phúc, khỏe mạnh, trung thực, vui vẻ, tự tin, đem lại hạnh phúc cho gia đình, bạn bè, tôn trọng, quý mến, chia sẻ, rộng rãi, thương yêu người và sống chính mình. Thí sinh tiếp theo, số báo danh 45, cô Tiến Hà, năm nay 58 tuổi, từ Houston, Texas. Sở thích của cô là văn nghệ và thể thao. Cô sống cuộc sống rất bản lĩnh, trung thực, tự tin dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chịu khó nhẫn nại là đánh bại mọi khó khăn phía trước. Cô luôn hòa đồng với mọi người. Thí sinh màn số 61, cô Thiên Lan. Cô Thiên Lan năm nay 58 tuổi, đến từ thành phố Houston. Cuộc sống thật đáng quý và cô luôn trân trọng những gì mình đang có. Sống có ý nghĩa và có ích cho xã hội, luôn tỏ lòng bác ái, sống trong trung thực. Và cô thích nhất tham gia những chương trình thiện nguyện. Sở thích của cô là thích làm từ thiện, lúc nào cũng yêu văn nghệ và thích giải trí du lịch. Thưa quý vị, sau đây
chúng ta có 3 phụ nữ không tham gia trong cuộc thi ngày hôm nay, nhưng ba cô đã đến đây với một tấm lòng là mang sắc đẹp của người phụ nữ Việt Nam, không phải chỉ có nét đẹp bề ngoài mà còn trong tâm hồn của họ. Và bất cứ lứa tuổi nào, người phụ nữ cũng đều có riêng sắc đẹp và niềm tự tin của chính họ. Cô Hồng Hà Nguyễn, năm nay 70 tuổi, đến từ Houston. Cô Thu Mai Nguyễn, 74 tuổi, đến từ Houston. Và cô Ngọc Liên Lê, 70 tuổi, đến từ Houston. Dạ vâng, trước mặt quý vị, cả áo tím là cô Ngọc Liên. Yes, ladies and gentlemen, just, this is for judges, don't get confused. We have three, these three beautiful women up here, they especially do community service. They are just being here today to show our support, but not to contest. So please, ladies and gentlemen, give a big hand for the out three beautiful ladies. Vâng, tà áo dài màu vàng, cô Hồng Hà. Cô là một người ca sĩ đã bỏ công rất là nhiều trong những sinh hoạt cộng đồng tại thành phố Houston của chúng ta, một khuôn mặt rất là quen thuộc với quý vị. Quý vị thấy là các cô đã lớn tuổi rồi nhưng mà vẫn còn giữ được rất nhiều những phong độ và đặc biệt thước tha với tà áo dài Việt Nam. Và vâng, kính thưa quý vị, tà áo dài màu đỏ, cô Thu Mai. Cô Thu Mai năm nay là 74 tuổi, thưa quý vị, nhưng quý vị thấy là cô còn rất đẹp. Và thưa quý vị, cô cũng là một người rất là đam mê văn nghệ, ca hát là một nghệ sĩ và tham gia rất nhiều những chương trình của cộng đồng. Ladies and gentlemen, welcome back to all our contestants. Please, our fashion, please come back on the floor. Và bây giờ xin mời tất cả các thí sinh cùng bước ra sân khấu một lần nữa để cho ban giám khảo có thể nhìn ngắm lại những tà áo dài tự chọn của các cô trong ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn cho các em thí sinh trong buổi tối ngày hôm nay, thưa quý vị. Ladies and gentlemen, please give a big applause for our beautiful ladies. Ngoài những tà áo dài của những người con gái Việt Nam, chúng ta nhìn thấy là ba chàng trai của chúng ta ngày hôm nay cũng mặc những chiếc áo dài rất đẹp. Một tràng pháo tay thật lớn cho ba hot boy của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn các chị em rất là nhiều và xin mời tất cả các thí sinh bước vào trong để chúng ta chuẩn bị cho cái phần kế tiếp.
Thiệt sự nãy giờ tôi toàn nghe là mấy anh la không à. Bây giờ mấy cô có thể la lớn chứ không à? Đó, nhờ thấy mấy cô la cũng lớn lắm chứ bộ. Lát nữa anh nào mà la lớn là về bảo đảm luôn cái đùi mấy cái tay là tím hết á. Dạ vâng, thí sinh cuối cùng trong cuộc thi ngày hôm nay, Giáng Ngọc. This is our last contestant for the night, ladies and gentlemen. Trời ơi, MC Tạo giờ này cô hột chói lắm rồi quý vị. Em cố ý mà không nổi lắm mà cũng nổi được. Tại vì hôm nay chúng ta biết là mình làm những cái chương trình như vậy thì đứng bên cạnh mình toàn là những người đẹp không thôi. Thành ra mình cũng ráng cố gắng để mà mình đừng có bị chìm quá không à. Nhưng mà không phải chỉ có thí sinh đứng trên sân khấu đẹp không, mà nhớ ông nhìn xuống dưới cũng có rất nhiều những người đẹp của chúng ta buổi tối ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn cho các người đẹp ngồi dưới được quý vị. Yeah. Thank you. Dĩ nhiên là những người đẹp ngồi ở dưới cũng không kém phần quan trọng. Tại vì cái vẻ đẹp ở dưới nó làm lây lên cái vẻ đẹp ở trên sân khấu. Đúng như vậy. Dạ vâng, bây giờ thì sau những cái giây phút làm việc rất là căng thẳng của ban giám khảo chấm những cái nét đẹp qua những tà áo dài thật là lộng lẫy từ các những thí sinh, thì bây giờ chúng tôi xin được phép ngừng một vài phút thôi. Một phần rất là quan trọng. Dạ. Như nghe từ đầu thì Giáng Ngọc có nói là chúng ta sẽ có sự bảo trợ của Somil. Và hôm nay thì chúng ta giữa chương trình sẽ mời một người trong ban tổ chức lên đây để chúng ta có cái phần xổ số đặc biệt để cảm ơn tất cả quý vị có mặt ở đây. Thì tất cả chúng ta khi mà bước vào thì cái phần xổ số đó nó cũng nằm ở trong cái thùng khi mà bước vào quý vị đã bỏ ở trong đó. Cho nên bây giờ thì chúng ta sẽ rút thăm để coi ai may mắn trúng được những phần quà của Somil trong buổi tối ngày hôm nay. Không biết quý vị và các anh chị đã có những cái vé số cầm trong tay chưa? Dạ vâng. Dạ có chưa? Tất cả những quý vị, không biết là chúng tôi quên thông báo ngay từ lúc đầu, tất cả quý vị bước vào bên trong này đều có mỗi người một cái ticket màu xanh. Đây là những cái phần quà của công ty Somil đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Thì bây giờ chúng tôi xin được phép sổ ngay ba lô luôn. Sổ một lúc ba lô, giải nhất, giải nhì và giải ba. Khi mà quý vị trúng cái vé số của quý vị thì quý vị có thể ra bên ngoài kia để nhận những cái phần quà từ Somil. Xin cho cô đờ xin ba người có thể volunteer lên trên này được không ạ? Để bốc những tấm vé số này là coi ai là người may mắn trong đêm hôm nay. Xin mời hai em giúp giùm cho chị rút một số được. Ai không? gần cũng được, để làm mất thời giờ. Dạ vâng. Dạ, mời lên đây xin ba người. All right, here we go. Let's see who's the winner, lucky tonight. Rớt ra một tấm ở ngoài. Rớt rồi, một cái rồi nha. Khoa đây nha. Cái này hay nha, mình quay một vòng tự nhiên nó rớt ra một tờ. Mày biết đâu chừng mình quay có thể rớt ra là tự nhiên người đó trúng. Bỏ vô hả chị? Rồi bây giờ, dạ bỏ vô, có một số người, các anh chị tới sau nhiều khi quên không có nhớ bỏ vào. Thì các anh chị nào mà có cái vé này xin bỏ vào trong. Wow. Làm sao ạ? Anh đẹp trai quá. Anh đẹp trai quá. Nghe chưa nghe rõ à? Em run quá. Anh đẹp trai quá làm cho em run quá à? Mà thật sự em đứng lên đây ăn run nãy giờ. Rồi. Bây giờ chắc mời chị bóc một số hả? Rồi. Dạ. Dạ. The winning number. Sữa Somil. Đây là người sẽ may mắn trúng được một phần quà của Somil bảo trợ trong ngày hôm nay. Thành ra nếu mà anh chị nào nghe đọc số và có cái số của mình thì xin các anh chị đi ra phía trước để nhận phần quà. Và quý vị nào có số 9 3 7 1 7 3, một lần nữa Trọng Hải xin phép được lặp lại. Số may mắn đầu tiên mang số 9 3
7 1 7 3 The lucky number is 9 3 7 1 7 3. Đã, có thể trúng rồi. Chúc mừng anh. Dạ vâng. Bây anh giờ ra ngoài lobby. Anh đi ra ngoài lobby để nhận nha. Dạ. Một phần sữa Sumil Beauty. Dạ, cho em xin 2 người nữa được không ạ? À? Một hộp như vậy chỉ giá dạ vâng. 120 đô. Okay. Đây là một người chị rất là dễ thương, thưa quý vị. Dạ, chị dễ thương của em đó. Dạ. Kính thưa quý vị, số may mắn thứ hai mang số 937167. The lucky number is 937167. Chị Ngọc đọc lại. Một lần nữa, Giang Ngọc xin được lặp lại. Quý vị nào mang số 937167, Giang Ngọc đã có người trúng rồi. Cảm ơn chị. Chị sẽ ra trước để wow. nhận phần quà nha. Cảm let's ơn chị. Let's see who a really, really a lucky number today. Cảm ơn today. Chị. Chị ra trước để nhận phần quà nha. Dạ vâng, nhưng mình mà phải cho em dò số cái đã vậy chị. Phải dò số. Dạ, chị đúng ơi, rồi. Hình như là... Ờ, à, đúng rồi. Làm chị hồi hộp. À, cho chị giữ lại cái này để mang ra ngoài nhận phần quà. Vâng, và một số cuối, ai là người may mắn nhất đêm hôm nay là do chính tay Miss North America of 2017 Abby Houston will draw the last number. Rồi, right, thôi đưa đọc luôn. Đọc luôn coi đây. Here you go. All right, ladies and gentlemen, and here's the lucky number. Yes, 937161. Số may mắn thứ ba mang số 937161. Á, à, có ai là á à, cái vậy? Trời, trời ơi, trúng số mà phải á. À. Chúng số mà nghe một tiếng thất thanh từ ở xa vọng lại. Ủa mà có không vậy? Oh. Đọc lại hả? Trời ơi làm hú hồn. 937161. Trời ơi hồi nãy á, bây giờ yeah. Chúc mừng chị, à, mình sẽ ra phía trước để nhận 3 phần quà của Sumil nha. Chị ơi, vé là trúng hay là vé là trật? Dạ. Trúng. Chúc mừng người đẹp. Ủa sao người giàu hay trúng số quá vậy? Chúc mừng. Phan nó cho dò chứ. 937161. À, trúng rồi. Yeah. Này giống như là bị mũi tim đang bắn trúng người. Cái tự nhiên á cái vậy đó. Trúng rồi. Ủa còn giải gì nữa không vậy chị Giáng Ngọc? Tại vì em có nghe là... Bây giờ còn 3 giải nữa. Còn 3 giải là... nữa, bây giờ sổ tiếp đi. 3 giải nữa là trúng Giáng Ngọc, Trọng Hải, Quarter Man về. Phải, ủa, chứ không phải là Quarter nghe cái giải nhất thì cái nhà, giải thứ hai chiếc xe hơi, rồi giải 3 chiếc Honda hả? Quarter bảo trợ. À, thưa quý vị, nếu mà giải trúng mà cả ba anh em chúng tôi thì có lẽ là cái giải này nó lỗi chứ không có lời tí nào. À, chúc mừng ba anh chị đã may mắn trúng được những giải thưởng của Sumil trong ngày hôm nay. Và mời ba anh chị ra ngoài để mình nhận giải thưởng này. Và bây giờ chúng ta sẽ trở về với phần văn nghệ. Thế Ngọc xin mời ban nhạc trở lại sân khấu. Dạ vâng, ngay từ đầu chương trình tới bây giờ thì chắc quý vị cũng thấy rằng là trên sân khấu này xuất hiện toàn là những hot boy và hot girl. Và bây giờ, một lần nữa, Hot Boy và Hot Girl sẽ kết hợp qua một liên khúc mùa xuân. Qua hai tiếng hát của nam ca sĩ Nguyễn Khắc Huy và Khánh Trâm. Khánh Trâm và
Quý Khắc Hy xin trở lại sân khấu và xin gửi tặng cho quý vị. Chúng ta mới vừa qua Tết thì chúng ta vẫn còn không khí xuân rất là ấm áp tại thành phố Houston, Texas. Thì Cán Trân với anh Quý Khắc Hy sẽ gửi tặng cho quý vị một nhạc phẩm được mang tên Chiều Xuân. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Quý vị cho một tràng pháo tay cho bác nhạc ngân quá. Cảm ơn quý vị. We'll be right back.
yêu nhau, cùng vui lên và lát vui sợ. Lời ta hướng đến nhau, không nói năng gì để yêu chưa ta. Rồi cùng trôi qua, mùa đông chẳng có biết trên nào. Lời ta đang xa nhau, không nói yêu thương, để ta xa rồi. Yeah.
thưa quý vị, thật sự có thích đến bao nhiêu chương trình rất hay thưa này, thưa quý vị. Xin cảm ơn ca sĩ Hoàng Vũ một lần nữa. Và kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình sự trở lại của nữ ca sĩ Nico Nguyễn. We're gonna make it.
chứ mình không thể có quyền. Hot quá anh em đi rồi. Bây giờ thì chắc là phải mời anh ở lại để chúng ta có một cái tiết mục cũng hot không kém. Kính thưa quý vị, khi mà nói tới là người phụ nữ Việt Nam, đặc biệt ngoài tà áo dài ra thì các cô dù bất cứ một trang phục nào cũng tôn vinh được cái nhan sắc. Bằng chứng là người Á Đông thì còn nhiều cái thân hình nhỏ bé, cho nên đó là một trong những cái lợi điểm của người phụ nữ khi mà giữ được cái nhan sắc lúc nào cũng được lâu dài, bởi vì chính họ nhỏ bé cũng làm họ trẻ lâu. Và thưa quý vị, bây giờ là một trong những phần trình diễn áo tắm bikini, và Hiếu Ngọc tin chắc là các ông sẽ là những người vỗ tay lớn nhất. Bây giờ cho Hiếu Ngọc được nghe các anh những chàng vỗ tay và tiếng la từ các anh được không? Phải la lớn lớn. Em la từ hồi nãy tới bây giờ rồi. Nếu mà có đây la lớn hơn tí chị. Cụ Hy vọng là bài bây giờ phải thử nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem phần trình diễn áo tắm do các em thí sinh sẽ biểu diễn sau đây. Và chúng ta sẽ cùng hội họa cùng với tiếng hát của anh Chris, cũng sẽ cho chúng ta Andy Chris trong cái phần biểu diễn của các em trong phần thí sinh trang phục bikini áo tắm. Một tràng pháo tay thật lớn cho các em thí sinh trong trang phục bikini áo tắm. Music please. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trong rằng có tài thất năm nhiều cho tất cả các em và các bà trong tối hôm nay với trang phục bikini. Nghe các cô hò hét không mà không thấy các anh vậy. Mời tất cả các ông trong rằng có tài thất năm nhiều. Xin cảm ơn anh Andy Chris rất là nhiều. Anh hát trong cái phần thi bikini mà sao em thấy anh mặc đồ cũng nhiều giải quá vậy anh? Dạ. Vâng, bây giờ mời các cô người mẫu có thể vào bên trong. Xin cảm ơn phần trình diễn rất là nóng sân khấu của Baby Club vào buổi tối ngày hôm nay ạ.